Cuộc đời của mình ngày hôm nay là do ta tạo dựng ra trong vô lượng kiếp. Dài là vô lượng kiếp, ngắn là cho lịch sử quá trình chúng ta sống để chúng ta hình thành lên ta ngày hôm nay. Và ta trong ngày mai là do nhân duyên tạo thành, bao gồm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Những thứ này là cũng do chính ta tạo ra mà thôi. Vậy ta có quyền quyết định được cuộc đời mình hay không? Tôi trả lời, chúng ta hoàn toàn tự quyết định được cuộc đời mình trong tương lai, nhưng ta không thể quyết định được cuộc đời mình trong quá khứ, bởi vì quá khứ đã trôi qua. Vì vậy là hãy nỗ lực bắt đầu từ ngày mai. Con người và khác cái cây cỏ ở chỗ là con người có thể bước đi. Còn các loại thực vật thì khi nó sinh ra và lớn lên, nó không quyền có quyền lựa chọn được nơi nó sống. Đấy là câu chuyện đầu tiên về con người và cây cỏ. Câu chuyện thứ hai, trong một đời người mà thành công thì theo quan điểm của đạo Phật gọi là nhân, duyên, quả. Nhân là sự nỗ lực, là cái khát vọng, là cái năng lực hiện có của bản thân mình ở thời điểm xuất phát. Duyên là trong quá trình chúng ta sống, chúng ta gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tức là chúng ta tạo ra, chúng ta gặp được gì ạ? Chọn được đúng thời điểm mà cái cơ hội nó đến, người ta gọi là thiên thời, tức là tìm được cơ hội. Thứ hai là địa lợi, chọn được đúng cái điểm rơi, chỗ rơi. Và thứ ba là nhân hòa, là những người xung quanh ủng hộ ta. Như vậy ta là nhân và duyên là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thế là chúng ta tạo ra sự thành công. Vậy trong bốn yếu tố đó, nhân thì vẫn là mình là quan trọng, và ba yếu tố còn lại là duyên, là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vậy nhân tốt hay nhân xấu do đâu mà ra? Thì cái này là do nghiệp lực trong vô lượng kiếp trước. Có người sẽ không tin có vô lượng kiếp, nhưng chúng ta không cần phải bàn vào vô lượng kiếp, chúng ta chỉ cần bàn vào chính ngày hôm nay thôi. Tôi lấy ví dụ, tôi ngày hôm nay được mọi người tin mà nghe như thế này đã là hạnh phúc. Nhưng để được có được hạnh phúc này thì có nghĩa là tôi phải đánh đổi trà trã trong suốt mười mấy năm trời nỗ lực, rồi là lăn lộn đau khổ có, sung sướng có, hỉ nộ ái ố đầy đủ cả, phải rất là vất vả, có những lúc mà chùn lưng mỏi gối muốn dừng lại và không muốn làm gì nữa, và bây giờ là nếu dừng lại là sụp đổ. Thế thì như vậy là cái sự nỗ lực của bản thân mà có được ngày hôm nay có nghĩa là phải do cái nghiệp trong vô lượng kiếp trước tạo thành, hay nếu không tin vào vô lượng kiếp trước thì ít nhất cũng phải do nghiệp trong 10 năm vừa rồi nỗ lực với tạo thành. Vậy thì phần đó người ta gọi là phần nhân. Phần thứ hai là phần duyên. Nếu kể từ sau đây mà đi, nếu gọi là cuộc đời của tôi mà tính từ bây giờ mà trở đi, thì sau đó nữa được gọi là duyên. Duyên là gì? Trong cuộc đời này tôi may mắn tôi gặp được gì ạ? Cơ hội. Tức là ai đó trao cho tôi một cơ hội. Tôi có may mắn là gì ạ? Đúng lúc họ trao cơ hội thì lúc đó tôi có thể có đủ thời gian và nguồn lực đón nhận được cơ hội. Và tiếp theo, may mắn là khi mà tôi đón nhận cơ hội thì tôi có đồng đội anh em, tức là tôi có mọi người xung quanh ủng hộ, tức là thiên thời, địa lợi, hòa. Vậy nhìn vào bốn yếu tố đó thì anh chị mới thấy rằng là nghiệp lực của mình trong thời khắc hiện tại là do hành vi của chúng ta trong quá khứ. Cái đó ta không thay đổi được, vì chúng ta không thay đổi được quá khứ. Đấy là phần nhân. Phần thứ hai, phần duyên là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thì mình hơn thực vật ở chỗ là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, di chuyển và nỗ lực hơn để tạo ra nhân duyên, để tạo ra thời cơ, để tạo ra gì ạ? Nhân hòa. Vậy thì bản chất ba yếu tố còn lại cũng là do ta, mà ba yếu tố duyên còn lại là do ta, thì trong đời sống chúng ta gọi là đức năng, thắng số. Còn lại là do nhân của chúng ta ở thời điểm này, là do quá khứ kiết sử của chúng ta hình thành nên ta của ngày hôm nay. Vậy ta của ngày hôm nay sẽ không thay đổi được điều gì, bởi vì ta của ngày hôm nay là do quá khứ tạo dựng nên thói quen, nên hành vi, nên suy nghĩ, nên nghiệp lực, nên tâm của chúng ta trong ngày hôm nay, ta không thay đổi được nó.
chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay, ta nỗ lực muốn thay đổi và tạo ra duyên mới, tức là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì phần đó gọi là đức năng thắng số. Mà cụ thể đức là gì? Đức là con đường hành thiện. Con đường hành thiện chính là việc mà chúng ta gì ạ? Làm những việc thiện lành, thì như vậy là chúng ta sẽ tạo ra cho chúng ta trong ngày mai. Vì vậy, xin chia sẻ với bạn, tôi nói lại là cuộc đời của mình ngày hôm nay là do ta tạo dựng ra trong vô lượng kiếp. Dài là vô lượng kiếp, ngắn là cho lịch sử quá trình chúng ta sống để chúng ta hình thành lên ta ngày hôm nay. Và ta trong ngày mai là do nhân duyên tạo thành, bao gồm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Những thứ này là cũng do chính ta tạo ra mà thôi. Vậy ta có quyền quyết định được cuộc đời mình hay không? Tôi trả lời, chúng ta hoàn toàn tự quyết định được cuộc đời mình trong tương lai, nhưng ta không thể quyết định được cuộc đời mình trong quá khứ, bởi vì quá khứ đã trôi qua. Vì vậy là hãy nỗ lực bắt đầu từ ngày mai. Và nhân tiện đây thì tôi cũng xin kể một câu chuyện. Một bạn hỏi tôi: thầy ơi, thầy tin là có số không? Tôi hỏi là em có tin không? Bạn bảo là em tin. Tôi hỏi tại sao em tin là có số? Bạn ấy bảo là em đã nghiên cứu rất kỹ rồi và em biết là cuộc đời này có số. Thế tôi hỏi em thấy số em sao? Bạn bảo số em nó nhỏ lắm, nó lận đận, và em nhìn em biết cuộc đời em, số em nó chẳng ra gì. Có lâu dài nữa thì nó vẫn lận đận. Thế thì tôi hỏi bạn ấy rằng là nếu bây giờ bạn đi họp mà bạn lên một chuyến đò mà không may đò nó đi trễ, mãi nó mới vào đến bờ, thì bạn cần phải nỗ lực đi nhanh hơn hay bạn lại dừng lại để nghiên cứu tại sao con đò đi chậm? Bạn ấy nghĩ xong một hồi, bạn ấy bảo em sẽ đi nhanh hơn. Vậy thì thay vì em nỗ lực em phải đi nhanh hơn, đừng dừng lại nghiên cứu số má gì nữa, bởi vì ta đâu có thay đổi được số má ta ngày hôm nay. Ta chỉ có cách nỗ lực đi tiếp thật nhanh, thì có nghĩa là đức năng thắng số. Vì vậy, chúc bạn hãy hành thiện thật nhiều lên và nỗ lực mỗi ngày. Tôi tin chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được đời sống của mình. Và đừng quay lại nghiên cứu số má gì hết. Rồi, cảm ơn bạn.